Này là tôm gì nè? Tôm sốt mayonnaise. Rỡ lần nào thở thần không? Không biết có được cái gì em không? Đúng rồi, giống thằng đầu bếp á. Nhưng mà kinh muốn thì vui nhất. Quay chơi vậy á, thôi chứ. Đúng rồi đó. Bắt đầu quay vòng vòng tao rồi làm, mày làm với không? Mày làm với không? Tất cả rồi. Vừa cái cũng đọc. Vừa đạt. Chưa, tôi đợi mà nó rửa nó mà chưa bên này tôi rồi. Ủa, ổn rồi. Ai cũng làm tay nhìn hình hơi ghê quá. Bây giờ cái mày rồi đó. Ê. Yeah. Yeah, yeah, yeah. 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 Yo. 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 Quay rồi. Yo. 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 Mày kể mình tao không được á, ta nhà khúc thằng nào nói á thì mình kể vô đó. Nhưng mà mày nói xong cái không chỉ không nào. Để mỏng cái quay cái kể vô. Mỏng cái quay cái kể vô. Mỏng nó cũng lẹ tay em mới ăn. Nhớ cầm mới chay vậy nha mày. Nhớ cầm mới chay vậy nha mày. Cứ tay cầm bia, tay cầm này mà dính dính lại là được rồi. Nhớ tay cho mình rớt. Cười cái con. Tao đang chơi máy mày biết gì. Ôi cũng vậy với tao tới luôn nha. Tao tính độ mà. Tao tính độ mà. Tao lỡ dữ rồi mày. Ủa mấy lên cũng vậy em nhưng mà nó này vậy. Tao tính độ. Tao tính độ tao nhỏ vậy thôi. Có nửa thôi nha. Không nửa thôi nha. Cái này phải không giật cho người ta coi là nói lỗi cho anh em mình đi ăn nhà hàng mà không thấy đồ ăn đâu hết trơn. Này chưa lên được ăn nha. 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 Ê, cái này biết sao, cái này sống ảo, sống ảo. Vô nhà hàng cho coi. Vô đặt quạt cái quay quay cái gì vậy. Quay lại bể. Rồi quay vòng nữa ngưng. Đó, chứ mỗi tay rồi đó. Không, không, mình đi quay. Để vậy rồi. Cái tay mày để vậy luôn mà. Thấy được đó mà mình được coi. Mỗi tay mày. À, quay cho mấy đứa con gái ra đây nè, đó. Dạ, dạ, tụi con cười lên trong tầm mì. Chẳng dịch, nó để cho biết là nó có thịt dịch. Tao biết là có đặt bán chứ, đâu rồi. Quay lại có ai nữa. Đang chặn vợ. Chặn vợ. Ở khán giả nó nguyên bạc mười mấy người, có thằng ăn nào không? Tưởng đâu cho nó. Mày quay lại vợ chồng Hải à Ngưng. Ngưng chút đi nữa. À, chút nữa. Tạm dừng đi. Gấp chưa? Trời, đại viên chưa không? Gấp nè. Vô. Vô mày. Rồi, vô. Vô hả? Vô. Hết ly. Hết ly. Khi thế. Bữa nay tích ly mày không sợ. Bả kêu hết ly là phải quay ngay bả mới được. Hết ly. Ai kêu hết ly? Bà Lan. Ờ, Lan hả? Muốn hết ly nãy đi taxi đi. Đi xe mà hết ly là. Nó phạt bà. Sao đâu? Tao quen cái chủ tịch nước luôn. Rồi. Chú bộ tao biết tên ổng mà. À lên mình mẫn. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
cái này cái bộ hao dữ rồi nha. Để mà luyện tay nghề nó thành cỡ này là cũng còn phiền. Để cho con, để cho con có 5-6 ký. Con mới có 5-6 ký rồi con toàn. Mày cứ chưa bằng má con. Đấu bằng ba con ba mệt nè. Kìa có ai mấy ông bé cục Magellan ngon lắm. Chứ hỏi em nha, la ra bây giờ cái xe có 1.4 triệu rồi. Mà anh làm chở được 4 người. Mấy ông Magellan không? Cái đó là mấy cục thơm á. Thơm á, ngon á. Thơm á, rất là thơm á. Thơm thì ba ăn đi. Thì ba ăn đi cho. Thơm ăn dặn thơm đó con. Đúng rồi. Dạ. 2 giờ mà nói gì hay. Con mày vô nè vậy không được. Vũ kỹ mà vũ không được. Vậy là hiểu rồi. Tại lúc mà đi với mày nó đừng đừng luôn. Mực gan muối. Không có gì. Cơm. 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 Gió mạnh. Ờ, hôm nay tao hỏi chuyện không rồi. Gió chờ là uống cái này đi, tao uống tiên nếu mà tao mời mấy chị em phụ nữ hay người tao không trái rồi. Tao uống với phụ nữ rồi. Đó, món gửi là luôn. Nhớ nha, nhớ vợ mình cũng mời phụ nữ nha. Để mời vợ trước. Mời vợ trước nha. Thôi vợ chết rồi. Ủa, phụ nữ vậy là lạ rồi. Vậy là vợ không phải phụ nữ rồi. Ừ, có chiếc em bán chợ các bạn. Cái gì? Dạ, chúng ta còn con gái. Nó mới về á. Cái đó mới là ghê. Mày nói chắc tao bị được. Rớt cái củi đi đâu rồi hay gì á. Tiểu đạo.
đường mấy sáu muối như vậy. Mở nó kêu mấy sáu muối vậy mà nó kêu nó được mới có hai muối à. Cảm ơn cảm ơn. Nãy con bị nhìn hình nó kêu ăn cơm thì để con cứ chơi nhìn hình bắt chữ. Nãy nãy con đừng có tôm con. Đúng rồi. Ô, cái nhìn này lên mẩn cái nét cái sợi ta. Đừng ăn ngon, mày ăn cái xấu lắm mà để về cho đẹp rồi được rồi. Ăn đèn, ăn đèn. Ừ, ăn đèn được rồi, mày đừng có ăn, mày ăn mày gấp cái tay rồi lên cái xấu lắm, mày cứ ngồi vậy là được rồi, thấy đẹp á. Thôi cho mày làm quân nó quay qua cho cái rồi mày. Đó, lá mớn nghèo đó, cho mì nghèo nè. Canh chua canh mò nhà má nấu hoài. Má mới nhỏ, má mới đi chọn nấu hoài. Giờ nó nói mà nó chớp con mắt của nó chớp cái gì. Để cho chuẩn bị tiếp tục bóng bóng. Đâu đâu mà tắm. Đừng cơm biết như vậy á mày. Cháu ăn. Chất gạo. Đúng không? Từ là xin cá rồi. Nhớ hồi thầy anh em mình chung có dạy không? Đó là cái gì tập kiếm đó. Mọi người đó mà tập xong thì xuống xuống thang luôn rồi. Nghĩ gì nhỏ tập trung quá ha. Chị giờ mới đói không? Chị giờ mới đói không? Giờ là nâng ly lên cho ê Mẫn, vậy là bây giờ thằng Mẫn Quân, vậy bây giờ Mẫn đi tập xong luôn. Hả? Ở trước tay tập đi kiếm mà bây giờ Mẫn nó đi tập. Mẫn nó già rồi ông ơi. Sao mày? Già rồi. Phải không? Già đi tập làm gì? Dạ, tập có sức khỏe thôi. Sức khỏe để làm gì? Gom đây chứ không gom, hết rác là nó gom vô khác á. Cái này ngay thích diện luôn. Đây, nó dọn chỗ khác luôn. Có đứa nhỏ nào ăn cơm nữa không nè? Mày Duyên ăn, mày Duyên. Duyên ăn mình cơm, cơm với mày là vụ mới đi nhỏ. Không, thầy còn ăn cái gì mà nó ngay ăn đó là nha. Chủ được rồi, nó phải đo chứ cho nó. Đó rồi, nó không đo á, cái đồ đó mà. À thấy không, đó mấy chị không phải cơm đó. Cái món này của nãy con cái mỏng này. Rõ vậy. Cơm mì á, món cơm mì trời. Cơm mì cho ăn cơm mì. Rồi đúng nữa cho cơm mì là mấy ăn mì. Cần kêu ăn diễn mì con. Ê, cái này là xong rồi. Ăn vô đó là nó xong rồi, mấy món kia làm ăn bình thường á. Rồi, để ba nó. Ba nó làm lên quét xuống. Mẫn, cầm cái nghĩa là luôn đi bà ơi. Mày xúc rồi đó. Không hẹn được quyền hết đi. Ngại ngùng nữa. Quá vậy. Chứ thường ở nhà là cũng không dám đi đâu. Nếu mà thường ở nhà là đúng rồi. Còn bất cỡ gì nữa không đúng rồi. Đúng rồi, đây cái muỗng này luôn. Trời ơi, trước mặt đó. Ừ, đó, cái muỗng là mở, cái muỗng là mở, cái muỗng là mở. Ừ, đó. Đó.
cái da bộ nó chấm cái muỗng vô nó giết nó giờ nó lấy cái gì vậy. Ở đó mà hết món rồi coi thì không đủ đô chiều đi. Mì gạo gì đó. Rồi món mì cơm là đồ để ăn không? Rồi, rồi đồ ăn đến rồi, đồ ăn đến rồi. Đồ ăn tới rồi, đồ ăn tới rồi. Mẹ cơm tiếp, vậy cũng tâm ha, cơm luôn. Đó rồi, màu xanh. Rồi, không, cái này là hàng độc quyền. Độc quyền, tôi kêu được có quyền. Tôi có kêu được có quyền. Đá hả? Cho mấy nhỏ bỏ vô đi. Rồi, à, à giải quyết, ấy quay làm tới đi. Ok, dưới này đủ. Bị độc quyền vậy mấy em bùng lên kêu món tự xử luôn. Ừ. Tạo điều kiện cho cái lần này giống quyền luôn. Giống như châm mồi á. Cái này nè. Tao biết kêu là tôm gì, tao biết tao chỉ cái hình đó. Con là mày hay gì không? Cái đó kiếm sao? Ủa, quên có là kiếm sao? Cái núi là quên. Cái này là tốt. Còn quân lúc trước là nó ra trứng muối, muối âm. Trứng muối là kiếm sao? Ừ, thiệt kỳ mà. Nó làm khô. Nó khô ơi. Nó muốn có gì ạ? 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 Thì cơm cá mặn mà con là cá nó phải mặn chứ. Cá mặn là cá không có ương được con. Sao Gia Thành có được không? Mấy con gật gù quá vậy. Được. Gật gù nghĩa là đồng ý. Cái này mực tươi. Trời ơi mực giòn. Bán từ gói rồi con ơi. Không phải mực tươi chứ hả? Nó mềm. Nó mềm mà lại nó ngâm nhiều quá. Cá luôn cái vỏ luôn con, cái vỏ mấy đứa con ăn con nó đâu có cái vỏ đâu cái gì bên này cũng vậy á. Nó không biết ăn món chất gan ở miền Tây rồi. Không phải không đủ canxi thì không có cái vỏ tết không có cái đầu nữa làm mà tết mà để vỏ không tết rồi biết không thật dễ không vậy. Nó có thai gì nó vừa ăn. Hình như nó xài, đúng rồi nó xài tương đen, tương ngọt á. Đây, nó đứa nè. Con có nước nào thêm không? Món này có mì có thêm không? Có mì nữa. Có mì nữa. Con tôm nặng với mì cũng được rồi nha. Rồi. Rồi. Mì thật quay. Đây dịch quay. Quay. Mấy đứa nó phải. Quay. Quay.
Ừ, ý là quay vô cái đó đúng rồi. Cứ ai mốt cái mình quay cái người đó. Ủa, còn cái này không quay cái gì hết, quay vô khách không nhỉ, cái điện thoại mày mày đưa không hả? Dạ camera đấy, nằm tốt trên này lưng. Dạ không, để vậy đó, quay người ta. Đây đây, đưa ba, bỏ mấy bên đây nè. Nè. Không được, sao? Thôi, thôi. Thay vậy đi. Ủa, biết chào. Mình có cái camera này nè, cái mọi người sẽ mắc cỡ nó bút ít hơn. Còn như để mình hả? Còn như để mình hả? Cái nè, hồi còn trẻ thì còn có bị lấy nhà rồi. Để mình nó lắp này còn gì hay không? Quên lúc mà mấy cô đưa là mấy gì mấy
thấy thiếu nữ đang chèo quá. Mất giá. Mấy thiếu nữ có thấy camera quay tới mất chèo nha. Camera tới không phải xin nhan chứ. Mấy thiếu nữ nó chèo quá mất giá con. Ủa chứ về quê chưa đi chèo lần nào hay là không biết chèo. Cái tâm mày. Mày cái món chú chi ngon không? Món chú chi ngon ha. Cái đó chú Quân chọc con á, đó đâu phải chú chiên đâu con. Cái đó là chả giò. Tâm bị làm dẫn đó con. Nghĩ là dịch chứ đâu có được gì đâu. Không, bây giờ không muốn làm rồi chén ngon. Sáng điểm tâm. Sáng giờ đó nay chồng còn đang điểm tâm không? Thấy còn nghe thì chèo chèo. Sáng thanh điện đó lấy điện đó. Nghe có tiếng thi qua mà. Chỗ cái xe đó. Sáng mà. Ở bên đó mở rồi. Hả? Mở rồi. Ngồi tới 12 giờ. Ở hồi sao dừng đấy. Ố mẹ nói với cái tiếng nói mày chi nhanh, quên như nhiều khi dẫn chỗ khác đi thì tiếng trong cái qua mẹ nói không nghe biết mà ơi hả? Anh nó nghe biết biết nào? Ủa có gì đâu xin nhanh. Tao thấy tao thấy mày lấy cái đôi đũa lẹ hơn hả Mẫn? Cái này cũng được. Cái đó hả? Cái đó mày chỉ được mì thôi chứ mày không có được cho mình đâu. Mình lấy mì xong mình lấy thịt. Xong. Khánh Linh, Khánh Linh đang nghiên cứu là về làm cái món này khó lắm con. Cái món cái kiểu này là khó lắm con. Chuối nữa. Ngon đã làm ngon á. Rồi hết món rồi, bà có kiếm thêm không? Để em hết đi rồi coi. Chiên cũng thêm. Xương vịt nãy cái chiên á, hết món rồi đó. Đứng ăn chả giò đi con. Ăn tôm nữa không? Cho ăn tôm không? Ừ, vậy con ăn chả giò đi. Ở trong nồi là món gì? Tôm mì hả? Đó món gì? Sườn gì? Sườn gam con. Hết món rồi đó. Từ từ thì coi nghiên cứu nếu mấy đứa nhỏ thích món gì nữa. Nước, món nước hay là món gì khô nữa. Chứ con mà bóp mạnh vô cái xì ra liền. Mì ra. Tôm mì là phải ăn mì nhiều. Không được ăn vịt. Tôm mì là chỉ ăn mì thôi. Tôm mì là phải ăn mì tôm. Nói đi, ở nhà nó mê mì gói tôm cắm hoài luôn. Mì gói mà bữa nào mà là không ăn cơm mà ăn mì là nó dê. Cái hình nó thấy giống mày lắm á mà. Lúc trước mày qua mì gói kìa đó. Hồi xưa ba nó khổ ăn mì gói. Giờ hết món rồi má. Xong rồi. Má ơi, cho nó ăn xương luôn. Ăn xong sữa. Ừ. Tính ra tại vì mình ăn nhẹ chứ. Phú hổ, phú chỉ phú hổ. Giờ mới 5:30 giờ mà 5:30 trễ 1:30 đồng hồ. Lâu giờ giấc đi. Ngày tới nhiều.
mày hỏi hỏi đang ở đâu ạ? Hỏi xong rồi 6 rưỡi không tới rồi. Má ơi, tao tưởng nó nhìn tới cái xong kêu món lên thấy đỡ ngại. Ừ, vậy đó, kêu món gì? Kêu vài món để lên chứ nó lên thấy cái dĩa không nữa không. Người ta hẹn nó tưởng mày cho nó vậy không? Thường nhập tiền ra trong bữa. Ăn 4 giờ. Ai gì đâu. Lúc này qua 2 lá 2 rồi cho nên xài thẳng. Hồi nãy tao hỏi vợ con tao 4 giờ mới lên xe. Tao 4 giờ đi rồi, gọi xe, gọi 7 giờ. Mấy đầu tao nghe nói là hồi nãy chặn ngang qua thấy mày mới trúng xe. Vậy hả? Để ra đi luôn. Để ra. À dạ mày lần trước nữa hả? Ừ. Nói đi nghe coi thấy ngay thầy em qua không đi công chuyện là sao. Cái xe, cái thằng đó nó nhận cuốc xong cái tự nhiên tao đâm tao đợi đó, người hút cái báo quỷ. Báo quỷ rồi ổng kêu xe khác. Cái gần quá. Người hút sao? Ông chủ sao hủy là sao hay là nhận cái cuốc đợi hơn tao bật cái quỷ cuốc của mình. Tại từ bên đó quá gần. Cái quỷ cái cho nên là tao phải ngồi tao đợi chuyến sau nữa. Món thường. Cái đó là xương xương dịch của bún bột có thịt mà không nó là không rất là nó hỏi tao món đó là món gì cho đấy dịch không xương dịch con dịch quay bắp cải người ta sẽ làm ra ba món mấy lần con đọc á là một món là cái đùi cái món này cũng cuốn á món thứ hai món là cái món gà đầu tiên là ủa vậy ba món còn thiếu món gì nữa ví dụ món mì cái da nãy cuốn bánh tráng đó rồi là một món này món này là hai món mì này là ba giờ con Nhật là ba món là vậy á lấy cái đùi ra kia cho hai nhỏ nước vậy thôi. À, là con thấy cái gì nó quảng cáo là dùng mì ba món đó là vậy đó, mẹ là vậy đó. Rồi, thầy không ăn mì đâu, thầy uống bia đi. Uống bia luôn. Chưa đủ tuổi. Được. Đủ rồi bay. Gia thành đủ tuổi. Gia thành giờ là đủ tuổi rồi. Làm đi con. Hay quá. Rồi. Thấy lên. Uống bia luôn con. Đổi xịt tia thành bia luôn con. Uống rồi. Mà ngon. Khánh Linh đủ giá hết rồi. Uống bia luôn con, giờ đổi món uống bia luôn con. Con chưa. Ồ, đủ gì nữa? Con 17 tuổi rồi, con đủ gì nữa? Con 17 tuổi được tháng. Thì qua rồi. Tầm 16 là được rồi. 16 bẻ gãy Thường Châu, con giờ con bẻ tới giờ đầu con Châu rồi. Ba con gì nữa, ba con uống bia rồi, 12 tuổi rồi. Đức quỷ cái gì đó quỷ đó là mất hình tượng ba chứ đang ba nó đang xây dựng hình tượng xây dựng khó vừa khó ba nó xây dựng hình tượng con mà muốn hình tượng ba như thế nào hỏi chú Hình nó đâu có cần phải hỏi về Mỹ Kho nó đi biết ba nó sao bây giờ mày muốn hình tượng làm sao thì mày phải xây dựng cái chỗ tao trước rồi. Nó lên lọt hết rồi. Thích món nào thì thích món đó. Nó dọn luôn. Ai biết món nào kêu mày. Thôi giờ tính bói chiên giòn. Món tính bói chiên giòn kêu không biết kêu gì giờ kêu mày tính bói. Họ chạy cơm nó có gì á kêu lại món. Nó ăn mì với nó ăn cơm. Cái gì cũng được, bây giờ ta cái món chung tính bói chiên giòn này quá. Hồi nãy cũng kêu rồi, bây giờ kêu tới miếng đi. Tới gấp cục bơ mờ đi. Rồi, gấp cục bơ đây hả? Dạ, tiếp rồi. Dạ, 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 bún mì, bún gạo đi. Bún gạo đi, bò đi. Mì, bún, cơm, cho đủ. Dạ, bún, chả mực quần kim, được không? Chả mực quần kim gì đó. Kêu gì bún gạo đi, bò đi. Rồi, thôi đó đây nãy giờ là không có món đồ cá nữa ha. Mở
đang trả cá không? Đó, cá mực của cá mực con kia. Đó là bớ kia rồi xin cho mẹ. Hả? Chung à? Chung à? Chung à? Chung à? Giả tôm bực chiên à, kêu hả? Bún xào Singapore. Dạ mày kêu gì kêu thêm đi, người ta làm nữa rồi. Bún xào Singapore rồi. Mấy người làm nữa. Lấy trăm cái giả tôm bực chiên đi. Cái tôm của khoai tây. Giả tôm bực chiên nó có giống như là khoai tây. Tôm bây giờ 2-3 món ông ơi. Tôm rồi. Ờ, chả mực được rồi. Hãy đứng với tôm nữa thêm. Rồi, chả mực quả kem. Rồi. Cả một hoặc kia là cái thằng muốn chào kêu bạn ơi, muốn chào tôi rồi. Muốn chào kêu tôi xin rồi. Nè nè. Nè nè. Nè nè. Nè nè. Nè nè. Chả giò. Chả giò quốc. Chấm vô kia là mày. Đem nguyên dĩa xuống luôn đi. Đem dĩa. Ra 14 giờ, 5 giờ nước tới. Nè. Đi hỏi dạ là hay là bên nhà dạ tới coi mắt. Ê, lòng tin giảm hỏi thì đeo nhẫn nhấu giữa mày. Hả? Giữa vậy, học trinh gì? Dạ, học trinh vậy, học trinh. Mắng học trinh đi. Đó, tính là hỏi luôn như mày. Đúng là đâu có mày chắc tới tính bói rồi. Đúng rồi. Ê, ê, ê. Đúng mẹ độc thân á. Đúng mẹ độc thân á. Chừng nào 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 á. Tết có còn tết được không? Ồ, một tiếng thì nó vô vô. Trong cuộc đời tướng là gì? Thôi vô. Vô đi. Đưa camera này lên mở nghe nó. Mẹ nó. Bắt lại hả? Quay lại. Ủa nãy giờ có quay hả? Chết. Chết rồi. Nãy giờ quay tính này. Nãy giờ quay bên tính á. À tấn. Đó, tấn hỏi tiếp à, không có tấn. Ngọc Ngọc tiếp hay anh tiếp? Tiếp hay mày. Không bây giờ người ta đọc không người mà đâu. Đúng rồi. Giải giải rồi. Đúng rồi. Mấy lòng cũ nãy giờ không xuống mày để đó. Đây là muối mà. Cái này nó đồ ăn bỏ nó đây. Nó đang từ lo lo bê bình hai đứa con tao. Ba đứa con. Hãy biết cho làm nó mà. Lâu quá giờ không có món nào nước đó không bắt đầu này làm lớn. Hãy biết cái này. Hãy biết cái này lớn thành nấu thành đậu hũ cải xanh. Hãy biết kêu, hãy biết rồi, hãy biết lo mà. Hãy nói tưởng là có mấy con muốn ăn gì nêu ý kiến nha. Cái gì đó là cái đậu que á. Đậu que, đậu que. Thịt vịt là muối á con. Ăn cho biết. Ăn cho biết con. Có thịt mà. Thịt vịt ra muối nè. Ba đứa. Ba đứa. Ba đứa. Ba đứa. Ba đứa. Có thịt. Có thịt. Bây giờ đã thay bằng món rồi. Bây giờ đã một hai món thôi. Kiên mặn mặn. Nó uống nhiều. Uống mặn mặn. Bia với mặn 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 mặn. Đúng rồi, cái này là nó mồi. Cái này là mồi mồi bừa đó. Đúng rồi. Nó mồi á. Nó mặn lắm chứ không phải là dạ. Cái này là muối. Đang muối là phải mặn rồi nhưng mà nó bỏ theo cái muối cho mặn uống. Nó uống bia cho dữ rồi không? Tại vì á, nó thanh mặn tính. Nên
quấn họ các bạn cũng tận dụng thân mình có xương cũng không tận dụng là biết là nó đẩy vô khác ăn vô uống đồ ăn cũng đồ uống không hết một bia uống cái uống hai lon người ta phải tính chào cái khác mất cái này phải chào cái khác đây hai chồng sinh hoài đang chiếu mày đó mày sinh hoài không phải gì hỏi gì chúc mừng năm mới hả? Rồi đúng rồi đúng rồi năm nay anh Tết được nhiều gọi năm mày hỏi đâu đi đâu không mình năm nay biết cái đây lần sau mà gặp lại nữa là bản tính mình nhớ kè theo em xinh đẹp đó nha. Dữ biết kiểu đó nữa lên ly nữa mày biết kiểu đó là lên ly nữa được năm nay tính khá khá hơn mỗi năm được vô không vậy ủa tấn có kết bạn tiếc không kết bạn Facebook á thấy nhìn mà mẹ bố không thấy hoài gì nhưng mà ủa mày không kết bạn sao mày thấy mày không kết bạn mày thấy ừ nhưng mà mày kết bạn mà tao thấy mày không có lên tranh xong mà cũng hay lắm á không 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 nếu mà nói tao biết được ừ nói tranh xong rồi biết tranh xong rồi đó là lỗ lúc tao coi tao có nhà tao cũng lẽ tăng thông điện cho mày không? Không lẽ báo cáo đứa thì lên chi tiết coi không? Bây giờ quay á, nãy giờ đâu nói đâu nó giấu tiếc đâu nói tiếc đẹp mà đâu có nói thêm đâu có nói xấu nói thiệt thôi nói xấu rồi ý là nói mà tấn nhìn lấy tiếc đẹp cỡ đó là phải lên xong như bình thường á. Có thông dịch bạn à, từ từ mày tụ lên ha nói chung là về có chỉnh sửa lại nha mày mày đừng có để nguyên si mày cái đó chữa học sao mày quay nghiên cứu chữa ra cái ví dụ thầy dạy tới cái môn đó tôi đang nghỉ đi chơi không biết bữa đó bận đi nhậu mày ăn không giống đó là nó chồng em đừng có bây giờ nào ở đây chúng con biết chồng em nào đẹp giới thiệu biết chúng đi không cái chỗ nào nó phải vắng vắng một chút nó đông quá vô nha nha vắng thấy người ta lên chỗ là bên thằng đó là vắng quen nè tao nói thiệt với mày á tụi nhỏ bây giờ nó đang lên đồ đẹp nè nó muốn có một cái view để nó chụp hình đó mày dẫn chồng hay là đẹp cho tao chồng hay đẹp và chụp hình là phố chỗ đi ra là lập phố lập phố ngay đó cái chỗ sau lưng của chung cư lật đà xá tới chỗ lật đà đi xa tốt ở đồng đầu đường Bình Long á có 10 năm 2 hả hả mấy tao chạy xe mày rồi mấy tao kêu cái ông kia cái ông đó chở là thế à ông đó chở vậy tao chạy xe thấy không thấy ông gì á chỗ gì gần chỗ mày đó chỗ đó không được à thảo mộc à thảo mộc đông lắm à thảo mộc trời ơi thảo mộc mở chưa mở rồi mở rồi thảo mộc cũng đồng chứ mở lại rồi nhưng mà nó rộng mà nó rộng ơi không dạ chỗ đó được rồi con quay về miền thảo mộc nó mọc được nó mọc được rồi chỗ Bình Hùng á cũng được đẹp họ đi hoài không ừ thảo mộc hai chồng nó băng qua đường về được khỏi tiêu xe thì tính được cứu không sao đâu thì cái tiền mày xe đó mà họ mày tính tiền các bạn đừng có nghĩ cái nhỏ mỏ quên cái lớp các bạn biết hôm nay là ngày gì không chắc sẽ tốt không hết bắt đây mít tơ mẫn mày nói tao mới biết tao đâu có biết đâu. Tao biết rõ vậy đâu. Sinh nhật tao đâu biết. Ừ, năm nay cũng có cả sinh nhật.
chiều vẫn em mọi người chúc cái đây cho nó chạy đi rồi happy birthday to you mất tâm mẫn biết sao không mẫn chúc mẫn tính hàng chút chút tính tiền á mẫn mới nói là bữa nay sinh nhật mẫn muốn đãi mà chứa gì hải vui sớm không phải thứ qua phải có sớm một chút chứ để lúc đó mẫn quên tất cả rất là khen nha. Mẫn nói là làm bể sớm quá. Không phải, mình chợt nhớ. Cái gà nó gỡ rất vui luôn. Cái gà nó chi nó vui luôn rồi. Đúng đùi rồi bạn. Cái mẫn cười á. Ổn cười. Cười cười mà trong lòng cái đó. Nó mới vui vậy thôi này. Anh bắt đều mà xuất hiện rồi. Vô bắt đều. Còn ha, bữa sau thấy cười lượng gạo. Mừng là mừng duyên được 21 năm quen biết người ấy. Mẫn hồi nãy nói sớm để còn chuẩn bị quà, giờ chuẩn bị quà cũng ngại quá. Thôi bây giờ về đi, thật ra thì Hải nó nói đúng, bữa nay là sinh nhật của Mẫn. Nhưng mà nếu mà mấy bạn có đấm lòng gì thì người tính cho tôi người, người đi bao hư cỡ 1 triệu là được rồi. Không có quy định luôn đã. Nó nghe nè, tấm lòng đó. Hãy quên hẳn. Thôi vậy mình hùng đi. Vậy mình hùng đi nữa. Ủa mà hồi đó giờ có ai bao thư mà quy định giá tiền? Ờ đó là môn mà giá bao thư luôn. Cái lần xì thì được á, tự nhiên lấy quy định giá tiền. Lấy xì 1 triệu được rồi. Lấy xì người ta nghĩ sao đưa mày cái đỏ đỏ thôi. Đâu được, mình nói mày. Đây nè. Rồi ấy. Cái mục đích, cái mục đích lần xì á. Không, nhưng mà năm 2022 đỏ rồi. Lời thực dụng á. Cái đó nó chấp nhận hết cũng vậy. Nhưng cái điều kiện á, giống như qua Hạnh vậy, người ta gọi điện trực tiếp tâm mời. Thì đó là đúng rồi. Ta công khai bọn này để phát hiện. Thì đó. Cái này là phải phạt mày. Để phát hiện. Mày không tự giác. Mày tự giác mà tự động thôi. Nếu mà mời á, làm ra vừa có bao vừa có luộc. Bỏ mày phạt là cho có bao là mày thấy cô Hạnh không? Là vừa được kêu vừa réo vừa lôi kem. Để kêu tụi tôi cũng lúc đó một vậy. Mày chờ phát giác thôi mà mày đòi cái gì? Không phạt mày đó, là phạt mày. Đâu vô? Hãy vô hả? Đó. Rồi, 1, 2, 3 đi. Happy birthday đây, hát đi. Mấy đứa nhưng ba bận nhưng mà có mời không? Mời mới hát ba không mời đấy. Mấy nhỏ không? Nếu mà mình hùng mình bây giờ mình hát Happy New Year đi. Đúng không? Đúng không? Đúng không? Hùng là Happy New Year. Mời hát được không? Đừng hát cái chỗ này. Nếu mà có hát hồi vô cầm hơi hát. Mày đeo cho vui thế nhỏ nhưng cái tư tưởng không có tốt. Tư tưởng thật dụng. Thấy à, thầy chú Hương nói không? Mình đã đây mình hát cái video thôi. Mày đeo cho đầu mấy đứa nhỏ không có tốt. Thật dụng mà nó có quà ngập hơn nó hát cái video gì hả? Chú bỏ con biết cái hai đi rồi hát mấy mấy đứa nữa. Này, ở đây hát là hát mấy đứa. Mày huấn luyện trẻ thơ vậy không được. Đâu mày? Đúng. Xây dựng hình tượng này. Ở đây tao nhiều lắm rồi. Mày về mày mới đầu mày tự lát phải về nhà mày mất hình tượng hết. Không tình xây dựng mấy năm. Hình tượng này tình đảo rồi đấy. Đâu á, hồi đi cà phê đó mà, hồi đó đi cà phê đó. Thôi con, đi cà phê chụp hình nó mới đẹp đó nha. Hồi đó giờ đi sinh nhật đâu ai đãi cà phê mày. Hồi đó giờ tao nhớ tao đi sinh nhật rồi. Làm quân nó đãi cà phê mày lần nào không đi sinh nhật. Thì ấy là đơn giản rồi. Trầm ngàn cái gì cà phê. Chết mình rồi hôm nay. Thế là mình ăn rồi. Mình ăn rồi mình mới đi cà phê. Vậy là hai chồng luôn đúng không? Cái này là mình hài hết. Nếu mà hai chồng mình chịu khó hát hai lần. Không cần. Má, giờ nó quay về tuổi thơ nó đã kìm. Nó đã
chứ lớp 10 mình có được đẩy kem. Đá kem gì? Thì lớp 10 thì dựng vào ghé sớm uống bia. Uống cái bia, bia xanh xanh cái gì? Bia hơi của ông cơ sở làm. Uống thì cái đồng chất nè, bởi vì dựng nào ghé cái sạp của nó uống. Bị giật lợp của món mới nè, mật quà mật hoàng kim gì nè. Đó, sinh nhật của mẫn. Sinh nhật của mẫn đã tới món cuối luôn nè. Chị món cuối này, chị chơi chị món cuối. Mới tới ăn cái này là món cuối. Mày là bể mà. Hình tượng nó sụp hỏi món cuối kìa. Ăn chừng nào người ta chê, người ta về, người ta sợ được món cuối. Mày đổ chết. Chết mày chưa. Không, mày có đai trường hợp ngẫu nhiên không? Có đai trường hợp ngẫu nhiên. Nè, tụi mày bớt đi. Mấy đứa nít nó thấy mình lầy quá, nó không muốn. Ai có? Ai lầy không? Ta thấy có mình mày. Ai có ai? Lầy đâu. Nãy giờ thấy tụi nó chuyện chưa. Nhưng mà tao coi không? Mở cái đó mấy chú mấy bác lầy quá. Không, không, mở, mở, mở. Mày gán bởi chính như vậy cho nên mày phải mày hy sinh. Mày gán giữ hình tượng sao cho đẹp được rồi. Giữ hình tượng gì đẹp là được rồi ha. Xây dựng lại thì đáng. Ừ, cho nên việc xây gì được bây giờ phải đáng giữ đi Mẫn. Chịu khó trả chậu này đi Mẫn. Vẽ cái mì cho ba đi, cái mì đó hấp dẫn hơn. Cho thêm bia. Hết rồi đó. Đấy, cái đũa sạch, cái đũa này luôn. Không gặp gì đâu. Tôi mới thêm được hoàn cải quần chén á, được món. Thầm quân cũng đó mà. Có ăn được ngon luôn á. Cảm ơn mấy bạn nha, mấy bạn có tấm lòng đãi Mẫn sinh nhật. Đâu có ai dám đi đãi sinh nhật mày đâu có. Bạn thân vậy thôi chứ tao cũng cảm động lắm á. Mày nhớ nha, mấy năm sau làm sinh nhật tao là nguyên đám đi đãi mày đừng mày đi ông quá làm cái tiền đề bởi vậy mày đến làm tiền đề hả? Đi đãi uống cà phê đó cho tao mời chưa không có. Thì là hả, lúc lớp 10 mình đang kem đó thì hả, nó muốn ôm lại vậy đó. Nó lâu nó tới sinh nhật cổng rồi. Mày mấy không liên tiếp luôn nha. Thiếu Hoa à, Quân tới là phải thăm đâu thằng mày hát tư không? Thiếu Hoa là nè trời ơi, ở dưới là ta mẹ. Thiếu Hoa là nghe ngày khai trương. Thì đúng rồi, Thiếu Hoa là hôm nào cũng 201 á. Mày làm tiền đề làm quân là xong tới tao nè. Ba anh Tư rồi. Khanh luôn không? Không, cái này nữa. Mày cướp nè, mày cướp nè. Tới quân 24 nghe. Mày tới mày không? Mày tháng 3 không? Tháng 3. Ừ. Tháng 4. Liên tiếp luôn là mỗi tháng. Đây 1, 2, 3, 4 luôn. Ừ. 1, 2, 3, 4 đi đó. Dương là ngày mai. Ngày trước. Một Tết luôn. Ừ. Đúng rồi, vậy mà Tết luôn. Ở đây nè, 30 Tết rất nhiều vị đi lên. Một đánh hai luôn. Dạ, nhìn lên nè. Canada nè nha. Canada hoặc cá luôn á chứ. Chào hàng. Chào hàng luôn. Này là quá mà nó thanh dừng từ đi. Không phải giới thiệu sản phẩm thì gì. Rồi, đưa đây quay qua, ngược lại quay bên quay em cái. À, hot boy nè, quay qua hot boy. Quay qua hot boy kìa. Đó, đi, cười lên, hot boy. Cười lên, hot boy. Vô. Hôm nay mày ngồi mày không ăn, mày ngồi mày nói chuyện hoài mày. Vô. Chút mày vô cà phê, hỏi thăm mày. Giờ mày ăn đi. Lắp cho nó hai cục mà giờ nó còn... Nó cũng có cái khu mà... Cũng có khu riêng mà không học á, nó cũng có cái khu mà... Nó có cái tròi. Nó qua... Như là nó có một cái... Ở chỗ đó với lại chỗ cá coi chỗ nào rồi. Cái đâu? Không, chỗ bên... Cái con thơm nhưng mà cái coi không có đẹp. Nó sửa lại hết trơn á. Ở đâu cũng đẹp luôn. Không, nó phá ra nó sửa lại hết. Nó phá ra nó sửa lại hết. Cái sao
nó sửa lại hết, khá rồi, nó sửa xong rồi. Nó có nhiều khu, nó có nhiều khu. Ăn hết đi, ăn uống đi, uống sao xin cho bo, bo ăn. Cái nó uống uống, đút uống rồi, đi ăn đâu bao nhiêu, đi ăn nè lấy cái đũa. Ngon quá, lúc nào nhiều đơn quá. 4 rưỡi là cái này. Còn lúc này là chính xác, 4 rưỡi là 4 rưỡi rồi. Không, bây giờ già hết rồi, giờ gì không có gì không kéo nổi. Hẹn giờ nào đúng xác giờ đó à. 4 rưỡi, 5 rưỡi chưa? Đó là mày. Bây giờ 4 giờ là 4 giờ, 4 rưỡi là 4 rưỡi rồi. 4 giờ. Chứ hả, mày tưởng Thanh nó cho mày đi luôn cái 1 tiếng rưỡi vậy. Tao đi trễ cái nửa tiếng mà tao tưởng tao là sớm nhất rồi, tưởng sớm nhất rồi đó, tưởng là ăn chén với dĩa rồi đó. Vậy mốt quy định gì nè, mốt quy định người nào mà lại sao người đó trả tiền lại. Ba giờ lại đi. Ba giờ. Muốn chờ có quy định gì nào mà lại trả lần đó trả tiền là lại trước. Cái khi vợ con chưa lại nó lại ngồi trước. Anh đi trước. Anh đi trước. Lát ai vợ con đi taxi là sao đây ha. Biết chơi vậy cho biết. Đại diện, đại diện. Mấy đứa nhỏ kìa kìa, bánh lót kìa. Bên kia kìa, chuyển qua bên kia kìa. Mấy đứa gái nó no hết ráo rồi nè. Có cái gì? Đây. Đó. Nè, móc lại nè. Đó đây. Gì? Đây. Đó rồi. Thôi nhìn vô vàng kìa. Muốn gì hương. Nè mấy đứa nữ, mấy đứa con. Mấy đứa con. Không ăn mặn. Tại vì nghe không? Thử miếng đi. Ở bên này cái đồ tiên bo mày qua được. Qua bến tiên bo đủ ha. Không. Mày không có biết kêu hả ấy chỗ chỗ kêu thôi. Mày vô nghe cái khu mà phố người Tàu của Singapore mà mới qua bển nó vô cái nhà. Ừ. Đây bữa kỳ đi cái xong cái mon bán đồ á, vô cái nó quầy lại có một phiếu không tiền. Ờ, ăn mấy phát thuốc, ăn phát thuốc là đúng rồi ba. Chứ giờ mấy cái nhà hàng nó làm mày vô cái khu mà thuốc Tàu mà của Singapore á. Ba hồi kỳ lúc qua đi cái cô đó dẫn cái gì á, mình lại ăn cũng ngon luôn, cũng vô cái nhà hàng. Còn mấy đứa bây giờ bữa là đương nhiên mà hoài chứ còn mình đi ăn chứ là làm đi xin gì nó chán chết luôn. Thì đó là đi cho của kỳ đó là mình đi là ở đây đang cúng về mấy hãng nó ăn về má mà bỏ nước cải vàng mà không hỏi gì qua đây còn chơi với chị nè. Tớ mì qua chơi với chị Châu nè. Tớ mì chưa được đi học. Tớ mì là chưa được đi học. Giảng nhờ quán gia đình á. Chỉ có lớp mà giống mấy cái lớp 12 đi học đó là chị Châu là từ sau đi học rồi đó. Giống như mình vô điểm không bị truyền thống về đúng không? Lớp 7 rồi đó. Rồi quên. Tao mày học lớp mấy? Mấy cái sách tiếng Anh, mấy cái sách science ra mát kìa. Tao nói để tao đưa cho mày. Đóng quá trời luôn. Không biết học lớp mấy rồi. Học lớp 5, lớp 6. Mấy sách mát science của nó. Tao thấy mới đây soạn là một đốc quá trời luôn. Mày không ăn chúng nó đổi về nha. Nó không ăn trong lớp. Tao biết cái gì cái số học sao á. Tao nói tao biết là tao mì xài cái gì sao nào. Ngon á. Mà cái sách đó 2 triệu mấy. Để có thầy của đồng tiền. Đó, cái cháu cũng tốt, tốt xong cũng xong. Cái sách đó. Nó không sợ. Sách học viên luôn. Là tại vì nó không có đề lớp giống như cái sách giáo khoa bởi anh không biết nó xài sai ba a ba a b ba gì đâu tùm lum 400 gì nó xài như thế nào nó giống nhau hết á. Một lớp là nó giống nhau hết nãy nó giờ giống như mình
là mỗi năm nó mỗi